안녕, 지니네. OK, bây giờ thì tụi mình sẽ đi hiking. Hai chị Ngọc. Khoa ơi, coi cái bi này. Đoạn này giống như đang đi trong rừng sinh thái vậy ha. Tụi mình sẽ đi dọc men theo sườn núi để đến được thượng nguồn, đó là một cái hồ nước. Địa hình ở đây có chỗ cao chỗ thấp nên nếu các bạn có đến tham quan hoặc là đi leo núi thì nhớ cẩn thận nha. Ủa nó nỉ các chị. Đây là lần đầu tiên đúng nghĩa mình đi hiking luôn á, nên là có nhiều cảm giác rất là mới mẻ và thú vị. Bắc ngang qua từ sườn núi bên kia sang sườn núi bên này là một cái cầu. Nước ở khu vực này men theo đá chảy rất là xiết luôn, như các bạn đã thấy rồi đó. Mà với cường độ nước này thì mình phải tắt bớt tiếng đi, tại vì clip của mình sẽ bị ồn. Tới được chỗ này là đã đi được nửa chặng rồi đó mọi người. Thiên nhiên công nhận hùng vĩ ghê ha. Xa xa đằng kia chính là Lát Tao Hồ đó. Một cái hồ bự thiệt bự luôn. Có người đã xếp sẵn chồng đá này rồi. Mình chỉ làm màu thêm thôi. Đi thôi. Men dọc theo sườn núi với rất rất nhiều bậc thì cuối cùng tụi mình cũng đã tới được thượng nguồn rồi. Một cái hồ rất rất chi là trong xanh. Tự nhiên mình cảm thấy giống như là mình đang được ở suối tiên vậy á. Khúc này mọi người rủ rê nhau lộ qua suối để đi tới cái bờ bên kia, bởi vì bờ bên kia ít người hơn. Nước mát lắm luôn, có khi ngâm lâu còn lạnh buốt cả chân. Mà nước thì chảy rất là xiết nha, nên là ai cũng phải men theo khúc gỗ trắng ngang hai bên bờ để có thể lội qua được. Bên dưới đá còn trơn nữa.
2 hours later. Tụi mình đã về tới nhà rồi. Hiện tại là mọi người cũng đã đi ra biển tắm, chỉ có một số anh chị lớn thì hơi mệt cho nên là đã nghỉ bên phòng. Còn mình thì mình cũng bị đau chân cho nên mình không thể xuống biển tắm được. Bây giờ mình sẽ đi tắm, sau đó nghỉ ngơi một tí, rồi đợi mọi người ở ngoài biển về thì tụi mình sẽ bắt đầu chuẩn bị nấu lẩu. Sau đó là chiêu chiêu với nhau. Ngày mai thì tụi mình sẽ sắp xếp hành lý và trở về. Âm thanh lúc này hơi nhỏ cho nên ý mình là mình sơ chế hải sản để nấu lẩu. That's it. Chuyến đi lần này mình không chuẩn bị gì ngoài việc xách ba lô lên và đi, nên mình cũng muốn phụ giúp mọi người. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Mình đang lăn nè. Ở đây lại có cái rổ đựng đồ bắp như ở dưới quê. A few moments later. Giờ ăn tới rồi. Itadakimasu. Giờ tao ngang giống như đi thôi. Chọn đi em, chọn đi, xong đi lại. Không, chưa, chứ mẹ. Chưa, 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 chưa. Bây giờ có hai con đen rồi đó, chọn thêm con đỏ đi cho hai cho đều nè. Anh đen rồi. Tại sao không được? Tại sao cái đây? Tại vì em không tin. The next day. Bây giờ là 8 giờ sáng thì tụi mình sẽ khởi hành dọn hết đồ đạc ở trong nhà ra mà đi về. Kỳ nghỉ của tụi mình kết thúc ở đây thôi. Trước khi về thì tụi mình sẽ ăn sáng để lấy sức. Ủa? Cho hỏi là sao phải ngồi dưới đất để đọc menu vậy? Mình chọn vậy thôi chứ thật ra tới khi vào mình lại đổi món khác. Khí hậu mát mẻ trong lành nên anh em tụi mình cũng rất là chill. Nam ừ, để có một quyết định táo bạo chính là ăn xong chạy thẳng lên San Francisco luôn. A few moments later. Như đã nói từ trước thì mình đã đổi món đó. Đây là món của mình nè. Let's go! Go to San Francisco! Go, go, go! Trong khi đang trên đường đi lên Golden Gate thì tụi mình nhìn thấy một thank you.
ủa sao giống ruộng ở Việt Nam quá vậy? Tụi mình dừng chân nghỉ ngơi và nhìn thấy một cái siêu thị nho nhỏ ở đây nè. Strawberry, blueberry, raspberry, mangoberry. Yay! 안녕, Golden Gate. Cái view ở trên kia khuất quá cho nên tụi mình đổi hướng, đi tìm đường khác để có view đẹp hơn. Lại chui đường hầm nữa rồi nè. Lên được tới nơi gió quá trời gió luôn, đứng gần ngay cái mép muốn bay cả người xuống. Mà gió trên này lạnh lắm luôn á. Tụi mình quyết định sẽ ăn đồ Thái. Cái này là chả cá chiên và bát siu, một món ăn nổi tiếng của Thái. Về thôi, về thôi, về thôi. Tụi mình dừng lại tiếp sức ở trạm cuối. Còn 3 tiếng nữa là về tới nhà. Cố lên!